Trước đó, Công an huyện Gò Dầu nhận tin báo từ gia đình bà Hát, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, trình báo con gái của bà tên T, 15 tuổi, bị người chú ruột ở gần nhà hiếp dâm. Công an huyện Gò Dầu đã nhanh chóng đến hiện trường tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ, bắt giữ Phạm Văn Hát. Theo cơ quan điều tra, ban đầu do xấu hổ với gia đình và sợ bị ở tù nên Phạm Văn Hát một mực không thừa nhận. Nhưng với sự kiên quyết cùng nhiều chứng cứ, Phạm Văn Hát đã nhận tội. Phạm Văn Hát khai nhận thấy bà Hát, chị dâu của Phạm Văn Hát, đưa cháu ngoại đi học và chỉ còn cháu T ở nhà nên mới nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu gái ruột của mình. Khi cháu T sang chơi ở nhà Phạm Văn Hát thì Hát đã dùng vũ lực khống chế cháu T để làm những hành vi đồi bại. Sau khi xảy ra sự việc, bà Hát thấy con gái có biểu hiện lạ nên gặng hỏi mới biết sự việc và trình báo công an.